Rồi mình chào anh em nha. Đây là cái cây rau sam nè anh em. Anh em thấy không? Cái này là mấy cái cây này nó không được tốt nha. Thì nói chung là cái vụ tốt vụ không tốt. Thì bữa nay mình đi tìm cái chỉ anh em cách đi tìm cái rau sam. Đây là anh em nhìn về đường phố nè, thấy không? Đường phố thì nó thường nó mọc là nó mọc ở mấy cái dĩa hè này nọ, với mấy cái chỗ nào nó có đất này nọ đó, hạt nó rớt đâu thì nó mọc đó, nhiều khi nó mọc trong mấy cái bồn bông của anh em đó, mọc chỗ này chỗ kia nhóc. Bình thường thì đây nè, đó là mình đi dài rồi anh em đi kiếm cây này, nó là cũng không có là nó không có khó tìm, mà lúc mình cần thì không có anh em, chứ không phải là nó khó tìm. Đây là cây rau sam, đây là để anh em xả thuốc cho gà đó, anh em vô thuốc chích thuốc gì đó rồi anh em xả nó, hay là gà bệnh hoạn gì anh em chích thuốc gì nọ lên, nó dập thuốc nhiều vài ngày nó hết á, anh em mới cho nó xả thuốc là bứt nhắm gì nè đó, nhắm gì đây đó là chơi nhắm gà nội nhiều hơn xíu á, nội nhiều hơn xíu gì nè đó, anh em dò cho nhẹ ra anh em đút gà ăn. Thì hai ngày một lần, một hai lần hết rồi, lần hai lần nó hết rồi đó ha. Anh em nhìn nha anh em, đây là cây rau sam nè anh em nhìn, đây nè, đây là ngoài đường nha đó. Thì mình đây mình đi mình sẵn gãy có cái bụi ở đây thì mình quay cho anh em xem đó, thì nó rất là dễ tìm. Thường nó mọc trong cái chỗ mà người ta trồng bông trồng hoa, nó mọc tùm lum lai cái gác, cho nó không có mọc mà tràn lan như mấy cái loại rau khác nha anh em. Thì cái này anh em mà muốn trồng cũng dễ trồng, cái hạt nó ở đây nè, à, cái hạt ở đây nè anh em, bẻ ra bắt ra nữa, nó đen đen đây nè, nó hạt nha. Đây là cái cây rau sam, anh em đi tìm cây sam ở trên thành phố ở đâu cũng vậy, anh em nói là không có chỗ này cũng không có, thì anh em chạy ngoài đường anh em nhìn anh em cho thấy thôi nha. Nó chạy nó mọc ở ngoài đường mà, chứ nó không mọc ở trong đất đâu, nó mọc tùm lum tùm la vậy đó. Đây mình thấy có một bụi sẵn, mình đang dọc đường mình thấy có một bụi sẵn, quay cho anh em xem là mình cũng đi kiếm cái rau sam mà nó dày nè. Chỗ này chỗ có như chỗ dài bụi, chỗ tốt chỗ không tốt, tại chỗ này là anh em nhìn là xi măng đó nha, đây là con lươn rồi xi măng có thiếu đất à đó. Thì anh em đi tìm cái cây này nè, nó rất là dễ kiếm nha, không phải là có kiếm, anh em nhìn bây giờ cần không có nha anh em. Nè, nó cây rau sam không? Cây rau sam nó tím tím này, cái lá cái nếu mà lá tốt thì nó là bự hơn này chút. Tại này nó không có đắt, thì nó mọc đại cơ mà. Đó thì nó có vậy nè, có cũng chỗ tốt thì lá nó bự hơn. Đó. Chia sẻ anh em vậy nha. Đi tìm cái rau sam này dạ nó vậy là nha anh em, chứ không phải là anh em dễ kiếm. Còn mình nhiều khi anh em điện hỏi cái mình nói cái rau sam nó không biết ở đâu lum trên đó. Ha. Rồi chào anh em nha.